Vâng, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh lại tiếp tục được review lên sóng chiếc máy hút ẩm mang mã số 6, được em khách hàng có địa chỉ ở Chí Linh, Sao Đỏ đến tận cửa hàng chốt đơn. Và cửa hàng cũng thông báo trên kênh để những vị khách hàng quan tâm kênh của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh biết những sản phẩm gì đã có chủ trong các ngày. Vậy đây là chiếc máy số 6 có dung tích hút là 22 lít trên một ngày và sử dụng điện 220V. Chiếc số 29 kia thì cửa hàng sẽ ship cho vị khách hàng cũng ở Chí Linh, nhà chụp ảnh Hoàng Kim nhé. Cửa hàng sẽ ship số 29 này cho em Hoàng Kim. Và chiếc số 6 này thì đã được em Hương có địa chỉ ở Sao Đỏ, Chí Linh đến tận cửa hàng để chốt đơn. Và ít phút nữa thì cửa hàng tiếp tục về những chiếc máy hút ẩm có điện 220V. Và cửa hàng sẽ bóc ở kho ra những chiếc máy hút ẩm có dung tích hút là 100V và những chiếc máy mới bên cửa hàng vẫn còn. Vậy cửa hàng cũng thông báo trên kênh cho quý khách hàng biết là trong buổi sáng của ngày hôm nay, cửa hàng cũng đã ship và tổng đơn cho 8 chiếc máy hút ẩm có chủ. Vậy những vị khách hàng yêu thích kênh của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh có nhu cầu đặt hàng, hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng qua hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thì ở tại Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, cửa hàng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới những vị khách hàng có địa chỉ ở Chí Linh, Hải Dương cũng đã ủng hộ những sản phẩm và những vị khách hàng ở xa cũng đã ủng hộ những thiết bị bên cửa hàng rồi. Vâng, cửa hàng xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng vào những video clip tiếp theo. Xin thân ái, chào tạm biệt.